Dạ em hân hạnh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có mặt tại dòng sông của Chờ Gạo. Em quay xà lan tàu đầu hội cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Và đây có một chiếc xà lan chạy rất là lẹ luôn, vượt qua tàu đầu hội luôn nha các bạn. Và một chiếc xà lan đá trên dòng sông buổi trưa hôm nay, xà lan đá rất là nhiều luôn. Chiếc xà lan đá này của Vĩnh Long. Và chạy vượt qua tàu đuổi đẩy đá rất là nhiều. Cho nên chạy chậm hơn xà lan. Xà lan chạy rất là lẹ luôn. À, tàu đồ ủi này của Bến Tre các bạn. Tàu đồ ủi này đi lấy đá rồi về Bến Tre. Máy chạy rất là mạnh luôn. À, đây có một chiếc ghe chạy rất là lẹ luôn các bạn. Ghe này chạy về dạp Kỳ Hôn. Và đây có một chiếc xà lan chở đá nữa các bạn. Buổi trưa hôm nay rất là nhiều xà lan chở đá luôn. Xà lan này của Long An. Và đây có một chiếc xà lan chở đá nữa các bạn. Hôm buổi trưa hôm nay rất là nhiều xà lan chở đá thành hàng đi trên kênh Chờ Gạo luôn. Kênh Chờ Gạo này tuy nhỏ nhưng mà rất là nhiều xà lan lưu thông trên kênh này về các tỉnh rồi các bạn.
rất là có tiếng ồn xe lưu cán trên bờ kè các bạn. Và đây có một chiếc tàu đầu kéo chở một sắt rất là lớn luôn các bạn. Và đây có tàu chở dầu chạy rất là lẹ luôn. Quay vậy đâu có ai đâu chị. Đúng rồi. Em chiếc tàu đồ kéo chở bông sắt rất là lớn và có chiều dài luôn các bạn, đang chạy về trên cầu lớn của miền Tây của chú anh chị và các bạn. Đây là trên bờ kè của kênh Chợ Gạo, đang làm trên bờ kè có xe lu cán đá các bạn. Và đây có một chiếc xà lan hầm đang chạy đến. Xà lan này của Sài Gòn các bạn. Và xa xa rất là nhiều xà lan đi sánh thao hàng đi trên kênh Chợ Gạo luôn. Xa xa nhìn thấy là cầu Chợ Gạo lớn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video phong hành miền Tây.